Mì mẹ giờ cục cục nên mẹ hấp nè, mai làm canh kiểng. Thì bây giờ thì cục cục dưới hả mẹ? Này đủ mình múc lên nó đủ lủng, này là kia đủ lủng nè. Đủ lủng. Ví dụ tinh bỏ vô trong cái sỉnh đó thì tinh hấp ra tinh cắt ra cũng được. Dạ. Cái này mẹ muốn giò gì? Dạ đúng rồi. Giờ mình múc một cục cái mình ăn luôn à. Đúng rồi, nó không đẹp. Mình hấp sôi rồi hả mẹ? Mình hấp sôi nó lắc nó xào. Dạ. Chúc mẹ xào xôi dị. Trong khi chờ đợi thì mẹ hấp phần mì. Mẹ sẵn cái nồi cái luộc chuối luôn. Dạ, luộc để sẵn rồi mai khỏe. Mai nấu nấu vài món xào chùm chay, nấu đồ chay cúng bà cố. Ôi xôi ngon quá nè cô chú. Ôi xôi ngon quá nè cô chú. Khỏi nghi ngút luôn. Giờ qua bên đây coi xôi. Xôi này xôi gì vậy nè? Xôi lá dứa nè. Xôi lá dứa ăn lát nổi xào suy dị. Dạ. Có màu lá dứa. Quá ngon này. Này để em mai mình làm gì ta? Đám giỗ chay. Khỏi nóng gì nút luôn. Nó phải bỏ màu xanh nữa. Dạ. Màu xanh xưa xưa rồi đó. Bỏ không nước đi. Dạ. Bà cố à, bà cố tưởng ao kẹo. Sơn Hà. Sơn Hà chơi la âm sầm, bà cố tưởng kẹo. Sơn Hà chơi điện thoại và vô cái phần quay video này. Nó Sơn Hà đặt ở chỗ kia xong rồi Sơn Hà nó quay phim mình. Cá la la vậy, nó coi mắc cười. Dạ. Yeah. Thấy sau này nó có tương lai vậy, giống ba Sơn rồi đó. Con giống ba Sơn hơn. Dạ. Sơn Hà chắc thì cũng giống bà Sơn á. Tại vì mới nhỏ mà thích quay phim rồi. À bây giờ quay lại chủ đề chính nè. Hết nãy múc hết xôi hả nè. Quá ngon luôn. Đây lát nữa là xào. Xào cái gì vậy? Dừa với lá dứa. Với vị, với đậu phộng với mè. Dạ. Gì nội? Hấp hai mì. Giờ nội sẽ hấp hai mì. Ôi má hai làm cái gì vậy má hai? Má hai giò cái mì này đặng mình hấp chín á. Ngày mai bà nội nấu canh kiểng bỏ vô không? Dạ. Giờ mình hấp cho nó chín. Nha. Đây là cái gì ta quên rồi ta? Khoai mì. Khoai mì. Khoai mì mình chà mình bào ra. Khoai mì chà. Mài cho nó ăn nhuyễn ra đó. Nha. Để dân đã được không? Mấy cái viên nè cô chú. Này nhìn từ xa tưởng mấy viên chả cá luôn.
nói chiên chả cá chưa chiên chút xíu nữa hấp cái biểu này à. Bỏ vô nữa đi. Ồ, hết bột rồi hả má hai? Còn nó hơn, còn. Thì mình nấu công chuyện mình bỏ nó vô à, bắt lên đi nha, giờ tiếp. Rồi mình sẽ bưng ra mình nấu. Ủa hấp ha, lộn. Rồi rồi đợi một chút nữa mình sẽ coi thành quả nha cô chú. À. Mày làm cái gì vậy mà? Xoay mấy cái tay vịn ra nè cho nó nhuyễn, làm xoay vịn. Dạ. Thơm không? Dạ thơm. Cái nghe cũng nồng nồng mà. Này lấy gì nè mà cái tay vị á không dạ tay hồi á cái tay hồi á rắc mình rắc lên cái xôi vị nó kêu bằng xôi vị á nè mẹ thấy nội ha hấp hấp xôi thôi dạ hấp xôi xào vô thôi rồi, là vì ông bà các chú.